xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm 1993. Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường Việt Nam với các sản phẩm dân dụng. Với mong muốn mang lại giải pháp tổng thể cho nguồn nước gia đình Việt, tập đoàn đã nghiên cứu và quyết định thành lập công ty cổ phần nhựa Strohmann Việt Nam. Ống nhựa Strohmann Việt Nam là sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu nhựa nguyên sinh của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Borouge, SGC, AGC Group, Sebic, Delim, với dây chuyền khép kín và tự động hoàn toàn theo tiêu chuẩn công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức. Cũng trong buổi ra mắt thành lập công ty mới, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, bà Nguyễn Thị Mai Phương.